là lỗ đen, toàn là mấy người mà thành đạt đeo đuổi luôn mà. Ừ. Khoảng 3 năm sau luôn mà, nhờ em xuống em uống cà phê vậy á, thời gian sau là cổ dịch quán luôn. Dạ, em tên Nguyễn Nhân Hoàng, em sinh 1986, năm nay em 36 tuổi. Bây giờ nhìn tôi với chị Dân nè, như người đó. Dạ. Công việc gì, dạ. Nhà ở đâu? Dạ, hiện tại em làm tài xế, em nhà quận 4. Mình là tài xế cho xe của mình hay là cho một công ty nào đó? Dạ, em chạy xe tải. Xe tải luôn? Dạ. Wow. Giải nắng dầm sương. Xin mời cô dâu xinh đẹp giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Em là Nguyễn Thị Phương, 31 tuổi. Em đang làm sale bên tài chính. Lần đầu tiên người anh chàng tài xế này tiếp cận với cái cô làm tài chính này như thế nào? Hồi xưa em mới chơi Facebook á, cái em lướt á, cái thấy bạn này á đẹp gái quá. Mặt hiền quá, cái mình vô mình kết bạn làm quen. Cứ lâu lâu á, cái thấy được bạn đó mở quán cà phê, mình tưởng gần đây, mà ai ngờ dưới Bình Dương lận. Thôi lỡ thích rồi. Thôi xuống Bình Dương uống. Xuống dưới luôn. Ở tuốt dưới chỗ thành phố mới đó anh chị. Lúc đó là em đi xe tải xuống em muốn hay là em đi xe máy? Lúc đó chưa có làm tài xế với chị. Mà đi xe Honda xuống. Em đi với bạn em xuống. Bao lâu rồi cưng? Năm 2016. Cũng 5 năm rồi. Nhưng mà lúc đó là cũng như là mình cũng như đơn phương thôi. Chỉ là kết bạn trên Facebook thôi. Facebook đúng không? Thôi. Nhưng mà có trò chuyện với nhau qua tin nhắn được không? Cũng chưa nói chuyện luôn. Lúc mà nói chuyện cái cuộc gọi đầu tiên em gọi điện thoại hỏi ủa em quán cà phê mình của mình đâu anh quên rồi. Bạn đó mới nói là ở Hòa Lợi gì vậy á. Em chạy xuống luôn. Nhìn thấy mẻ. Trời ơi, ở ngoài mẻ còn đẹp hơn trên hình nữa. Nhìn thấy mẻ. Mà bạn đó cũng chưa biết mình luôn nữa. Rồi giờ thôi bây giờ thằng Trả ngừng lại xíu. Em lần đầu tiên em gặp thằng Trả thì em thấy sao? Đi uống cà phê á, mà đổi cái kết lụp sụp y giống như là dân ăn cướp hay là ăn trộm. Em mà đi xuống là cứ kéo cái mũ lại như thế này nè. Lúc đó là em có biết là ảnh là bạn của em trên Facebook không? Dạ không. Chị hỏi chi tiết này nè, sau khi em lần đầu tiên em xuống em uống quán cà phê đó xong, đêm hôm đó em về á là tương tư liền. Tương tư là đương nhiên rồi đó. Nhưng mà trên Facebook á em có mí ra là anh đã chính xác rồi em... chị đúng tâm lý luôn á. Đúng không? Làm thơ liền, tự nhiên đâu chữ ra làm hay ghê luôn. Lúc đó em không để hình mặt em. Rồi ngày sau em mới chụp hình. Rồi mẹ mới thấy cái nón quen quá. Mới nhận ra. Thì xuống chơi bạn bình thường thôi. Lúc đó mẹ đang có bồ. Bồ sao? Đẹp trai lắm nha. Anh chị mà biết Kim Thành Vũ á. Biết. Đẹp trai Kim Thành Vũ luôn á. Bạn nước ngoài đó. Dạ. Mà đẹp trai mà con nhà giàu nữa. Con nhà giàu luôn á. Trời ơi. Rồi. Như người mình thích á anh. Mình hay vô á. Mình mò mình coi á. Là thấy hình của bạn trai cổ luôn. Đẹp trai lắm. Mà em có từ bỏ cái ý định đó không? Hay là em vẫn quyết coi như là muốn chinh phục cổ? Em nghĩ lúc đó giống như là kiểu mà cô gái này đẹp quá, nghĩa là cổ chỉ xứng đáng với những người đàn ông mà kiểu giống như là thành đạt. Cho nên mình nghĩ là mình chỉ âm thầm bên cô này thôi, nghĩa là mình làm bạn. Chấp nhận là tình đơn phương. Tình đơn phương thôi, mình âm thầm thôi. Ví dụ như cô đó cần cái gì chia sẻ gì trong cuộc sống, tâm sự, cái gì chi kỹ vậy anh. Nói chung là ngoài mặt thì mình ủng hộ, nhưng mà sau đó là đêm đêm về mình cầu nguyện cho cổ chia tay đúng không? Rồi sao tâm lý luôn à. Đúng không? Mà về có cầu nguyện là cho cổ chia tay không? Cầu nguyện chia tay luôn. Trời ơi. Cuối cùng chia tay thiệt luôn. Cuối cùng chia tay thiệt luôn. Bao lâu thì em mới biết rằng là cái bạn này bạn chia tay? Bạn này á thì hay có chuyện buồn hay tâm sự gì á là hay bộc lộ trên Facebook lắm. Em biết, em vô mang ủi. Đó là tấn công đúng không? Không có dám. Theo kiểu giống như mình biết thân biết phận mình á anh. Trong tay mình còn hai bàn tay trắng nè. Cô này em nghĩ là cổ đẹp, toàn là mấy người mà thành đạt đeo đuổi luôn mà. Mình âm thầm mình đi chơi với cổ mà cũng phải mấy năm á, khoảng 3 năm sau luôn mà. Nhờ em xuống em uống cà phê vậy á, thời gian sau rồi cổ dẹp quán luôn. Nhờ em xuống em uống cà phê, thời gian sau rồi cổ dẹp quán luôn. Chia tay rồi dẹp quán nữa. À, lúc đó chắc buồn lắm đúng không? Buồn thì cổ cũng chuyển chỗ ở, rồi tụi em cũng đi chơi chung. Lúc mà em chia tay với cái anh kia, lý do gì mà em lại tâm sự với bạn này? Lúc chia tay anh đó thì là có làm bạn với anh này rồi, mà không hiểu sao tự nhiên lại đi tâm sự với ông này nữa chứ. Cái gì cũng nói hết. Mà hồi đó gọi thằng chú cháu không à, chứ không có gọi anh em. Chú dẫn đi chơi xong rồi tâm sự thì em cũng thiệt thà kể cho chú nghe. Đúng rồi, chú nghe xong rồi chú an ủi. Bây giờ mới cháu mới chia tay người yêu đó, biết là chú có thể thay người yêu cháu khỏa cái nỗi buồn đi được không? Cháu vô mánh chú rồi, chú đã không chết luôn. Đã, nhưng mà đâu có bộc lộ liền. Mình phải thăm dò, mình hỏi ủa thương hay thương theo kiểu gì thì cổ cũng không nói. Một thời gian sau, trước khi cưới năm 2019 30/4 á, em thương quá rồi thì em muốn coi không biết cái cô này á, cái tình cảm của cổ đối với mình như thế nào.
em mới giả bộ em nói về một cái người nào đó đó là em muốn gắn kết với cái người đó ở ngoài chỗ khác á, kiểu nó đại gì đó đúng không? Nó đại á, ai ngờ tỏ tình mình luôn. Tỏ tình sao đâu, nói bây giờ 2 năm nữa mà chú có nhà Sài Gòn đi, tụi mình sẽ là một cặp. Nghe lúc đó ủa sao quan này, cái em mới hỏi tiếp, em mới hỏi là ủa vậy là sao, cặp là cặp gì? Thì người yêu thì ra là có tình ý với mình lâu rồi, có nói có thích rồi đi chơi. Đi đâu? Có đi không? Dạ đi chứ, lễ đi liền. Lần đầu không, tiên cái đó đi là đâu? Vô tình thôi, lẽ ra là em về nhà ở dưới Đắk Lắk ấy, mà chị dâu á kêu là để chị vô chơi, mà đến gần ngày đó là chị lại báo là chị không vô chơi nữa. Cuối cùng em đâu có đặt xe về Đắk Lắk được đâu, cuối cùng không có ai đi chơi, phải đi chơi với chú. Chú mà đi đâu? Miền Tây. À, Cần Thơ nữa, phải đi Cần Thơ, anh đẩy Cần Thơ luôn. Bến Ninh Kiều. Rồi bắt đầu chú cháu đi Cần Thơ. Thì có ở lại đêm rồi không? Qua đêm chứ. Nhưng mà chưa chịu đi, nói ở xuống dưới rồi qua đêm mà sao được. Thì em mới dụ, thôi thì mình thuê 2 phòng đi. Bạn này cũng như tin em rồi, đâu biết em quỷ ma đâu. Đâu biết em quỷ ma đâu. Đi heo đi chơi cái xuống khách sạn, mướn 2 phòng. Nhưng mà em fan với lại ông Lễ Tân á là nói hết phòng còn có phòng thôi, lấy phòng lên phòng có 1 giường thôi, không có phòng 2 giường nữa. Phòng giường em dẫn cô vô, nó thôi giờ hết phòng rồi, tối rồi, có gì em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới đất. Xong rồi vô mẹ thấy nói ủa ở này có 2 cái giường nè, tối chú nằm giường đó đi, cháu nằm giường này. Thì em mới bụng miệng em cười, cổ chỉ cái ghế tình nhân á là cái giường đó đó. Nó nói tối ngủ giường này. Cái giường nghe xong, vừa nghe xong thức trắng nguyên đêm, cái ghế đẹp quá. Nghĩa là em nói cho cổ biết cái ghế đó, ý nghĩa của cái ghế đó. Ý nghĩa cái ghế đó, mẹ mắc cỡ mẹ qua đây ngồi. Rồi nguyên đêm thì sao? Thức luôn. Hai đứa thức trắng luôn. Thức trắng luôn. Không làm ăn gì hết. Đâu có chịu qua nằm chúng em đâu. Em mới dụ, mình thương nhau đến già nha, mình thương nhau mà sống nha. Cái cô gật đầu, cái lại nằm, xong rồi gạo nó ăn cơm. Là đêm thứ, là đêm đó luôn hay là qua đêm sau? Ở có ngày à, tại vì làm nữa. Xong xuôi là đêm đó luôn, đúng không? Chị tới là tới cuối luôn. Cuối cùng là hai đứa gạo nấu thành cơm ở đâu? Ở gạo trắng nước trâu. Gạo trắng nước trâu. Nhưng mà là cái giường cô chọn hay là cái giường em chọn? Hai giường luôn. Hai giường mà, phòng hai giường mà. Ôi ai nói chứ cái đó em không thích nha. Cái giường đó em thấy nó khó làm sao. Cấn đúng không? Đâu á, làm gì được đâu, thật sự luôn á. Gọi là nhường cái giường tốt, giường em cho chú. Đưa cái giường kia. Cháu chấp nhận là ngủ giường kia. Không có em á. Đó rồi, đúng chính xác là cái ghế em. Sao này biết, đúng lúa luôn. Hồi nào đi đâu biết, đâu có vô khách sạn nào đâu. Như vậy là sau đêm đó là đổi cách xưng hô luôn đúng không? Chứ sau còn đêm đó là cháu nữa. Giận em. Giận em, cho đâu. Nhưng mà do em năng nỉ quá quyệt em quỷ quyệt á, thương nhà tới già nghe em. Thương nhà tới già nha. Là giận luôn đó. Giận nha. Giận về đòi chia tay em luôn. Sao giận em gái trò. Dạ. Sao giận ảnh vậy? Đậu trò đâu, kiểu như là không có quen, với lại nghĩ cái này chắc là chỉ kiểu như qua đường thôi. Không tin nghĩa là anh này là người đầu tiên của em đúng không? Dạ. Đúng không? Mình lo lỡ xong rồi nó quất ngựa truy phong. Đúng rồi, giờ mình sao đây? Bỏ mình với Cần Thơ luôn. Rồi giận bao lâu? Giận lâu không? Giận thì giận có ngày thôi, rồi bạn đó về Bình Dương. Em đi heo năn nỉ, em xuống dưới trời nắng chang chang á, vừa xuống mời em ăn bơ rồi, giống như muốn em mắc nghẹn hay trả thù hay gì. Rồi nói nghe nè, sao cái bữa đó là bao lâu thì em mới cầu hôn với cô gái này? Thấy mẹ đẹp quá ha. Thì mình nói chung cao thủ bằng tranh thủ mà. Cao thủ bằng tranh thủ mà. Thì hạ thủ di tường trước. Năn nỉ cưới liền. Đồng ý á. Người ta giận Tuần là tại vì người ta sợ đó, sợ là ông xong ông quốc ngựa tri phong. Ai về ông không như vậy mà ông cầu hôn người ta là người ta nhận liền chứ mặc gì. Đúng không cưng? Nhưng mà cầu cái là em đồng ý liền hả? Dạ chưa. Chưa luôn. Tại lý do em kiểu như là sợ lấy chồng chứ có tự tin lắm. Sợ lấy chồng về rồi không có được tự do như bình thường á, kiểu không được đi đâu đi đó chơi cái này kia nọ. Sợ có cái cuộc sống nó gò bó kiểu mẹ chồng nàng dâu á. Ta cũng sợ. Lo dạ. Rồi tại sao em lại đồng ý chấp nhận làm vợ ảnh? Dạ tại vì thôi lỡ rồi bây giờ bị ấy rồi. Thương quá rồi. Tự nhiên hai bên nhà biết rồi kêu cưới. Rồi sau đó bao lâu thì hai đứa làm đám cưới? Khoảng 1-2 tháng sau á, lúc đó 30/4 chị là đám cưới, là
27 tới tháng 8. À, cũng nhanh đó. Mấy tháng? 28 tháng 7. 28 tháng 7. Hình như là em đang có em bé phải không? Dạ đúng vậy. Đúng rồi. Ủa vậy hả? Mấy tháng vậy? Dạ em 6 tháng rồi ạ. Wow, như vậy là hai đứa lấy nhau mấy năm thì mới có. 2 năm thả dính luyện. Em ấy mà. Kế hoạch 2 năm. Kế hoạch 2 năm đúng không? Xong rồi gia đình khoái cháu quá. Em kể chuyện này nghe mắc cười lắm. Em xuống nhà lần đầu tiên đâu dẫn ai về nhà đâu, hồi xưa đến giờ cưới rồi dắt em về nhà, trời ơi, ba mẹ mừng lắm luôn, mừng lắm. Em thấy sắn lên giống như là dạ, được. Em thấy trời, em thấy em có giá ghê, thấy em có giá ghê. Nhìn bà già vợ dễ thương lắm luôn á, trời ơi, sắn. Cảm ơn bà già vợ không? Cảm ơn bà già vợ. Dạ, nói chung là hôm nay có được dịp con lên chương trình này, con cũng cảm ơn ba mẹ với anh chị em của vợ con, là những người rất là tuyệt vời mới sinh ra với lại nuôi dưỡng người vợ con ngày hôm nay, là một người con gái cực kỳ tử tế và đoan trang. Thì là rồi mời bây giờ đến phần thứ hai luôn nè, lấy nhau được hơn 2 năm rồi ha. Tháng 7 này mới tới 2 năm á chị. Về nhà rồi anh này anh có tật xấu gì không? Có cái ông bạn hồi xưa cũng đi chơi chung với em với ổng, hai người cứ thủ thiện nói xấu vợ không. Em không biết em có cái gì xấu mà hai người cứ đá mắt với nhau vậy đó. Ông kia có vợ chưa? Dạ chưa. Không, chưa có vợ. Vậy dạ, là chỉ chưa. Có nói xấu một bà vợ thôi. Cái chừng ổng là trà xanh. Đúng rồi, em còn là trà xanh. Em còn nghĩ để ý cái tay tôi nè. Chơi với nhau mấy năm rồi. Ủa? Cuối cùng là hai ông có BD không? Em hỏi thẳng luôn. Hỏi thẳng này. Coi như là dính chặt nhau mà lại nói xấu tôi. Đúng rồi. Nhưng mà mỗi lần mà em đi chơi chung, lúc lấy nhau rồi đi chơi chung có vẻ không thích đâu, không thích lắm. Rồi là y thị rồi. Em có bao giờ em nghe cái câu chuyện của hai người này nói về vấn đề gì không? Không nghe được luôn. Bây giờ hỏi thẳng nè, hai anh em bạn trai nói với nhau gì? Đó, nói rồi gì mà lén la lén lút mà liếc qua liếc lại. Em có một bạn đó, hai đứa thì cũng thấy thích nhỏ này, mà cái mặt lúc mà nó bực lên nhìn nó thấy cưng lắm, cho nên ghẹt bực hoài. Nó giả bộ nói nó nhỏ, đưa cái tay vậy, đưa cái miệng vậy, mà thật sự có đâu nói gì đâu. Vậy là coi chừng ông này nó trà xanh cả hai luôn. Anh kia là coi chừng là không thích chồng thích vợ nha. Còn tật xấu gì nữa không nè? Lướt Facebook hoài à. Em thấy hay like hình ấy, nhỏ đẹp đẹp á, mấy bạn á có nhắn tin này anh đẹp trai này kia nọ đó, chị không ghen sao được vậy đó hả? Nhắn tin vô inbox hay là trong cái trang comment mai mốt á, khi nào em thấy mấy cái like đó đó, em cứ lấy hình của em với ảnh chụp chúng nhau nè, xong em bỏ vô cái đường like đó luôn, comment luôn cảm ơn em đã khen chồng chị đẹp trai, chị vô cùng hãnh diện. Đó là tự động bạn kia unfriend. Không phải đúng rồi, không gọi gì em vô Facebook nữa, hỏi ủa ai vậy không nghe máy đi. Nhỏ đó hồi xưa quen á, nó bỏ chồng rồi, giờ mà nghe điện thoại là nói với nhau cả tiếng đồng hồ. Ồ em giật mình luôn á. Rồi là nghe lại cái điện thoại của cái người xưa đó hả? Ý là gọi Facebook á. Không, cái đó là không được đó. Cái đó là khó chịu lắm. Cái đó là cái xong rồi em cho nghe đi, nghe coi người ta nói cái bạn gì. Bạn được. Không. Né cái, ông, cái đó không còn là bạn nữa rồi. Né hả chị? Né đi, nhất là vợ mình đang bầu bì vậy mình né đi. Cái đúng đó là ơi. Cái đó cũng lâu rồi. Qua cái đó để rút kinh nghiệm những cái tiếp theo. Dạ. Còn tật xấu gì nữa không? Đi ra ngoài đường cái miệng nó dẻo quẹo à, gặp ai mà bạn cũ hay là gặp con gái á. Ồ sao này đẹp quá vậy, da đẹp bị lên da đẹp quá hơn, em khó chịu lắm, khen trước mặt em vậy luôn. Xả giàu. Nhưng mà có hay khen vợ không? Dạ khen thì có khen thôi, nhưng mà em vẫn không cam tâm. Chỉ khen một mình em thôi thì được đúng dạ, không? Đúng rồi. Thực ra mà nói là khen trước mặt em thì lại là gọi là vô hại, nhưng là luôn luôn phải thòn câu nè, ôi dạo này lâu quá không gặp, đẹp gái ghê á. Ha, càng ngày càng trổ mã nha, giống y như vợ tôi, càng ngày nó càng đẹp. Ví dụ vậy. Đấy, còn vô câu là khác liền. Bây giờ tới em nè, vợ em sao? Có tật xấu gì không? À không thấy tật xấu gì, nhưng mà có kể chuyện đến lắm không? Cái đó không xấu, cái đó là tật của người ta. Tiêu hóa tốt. Vẫn nhiều lắm em ơi. Mà thế nhị lắm nha, không có nghe tiếng, chỉ nghe mùi thôi. Trời ơi. Có nghĩa là lép đúng không? Lép nhưng mà cái sức công phá nó quá lớn, quá cao luôn. Em còn phải sợ nữa mà, em làm đâu lại đâu. Cái đó cũng chưa gọi là thật xấu. Cái cô này cổ thì em thấy cổ hay ghen, kiểu là hơi hờn mát thôi. Hỏi chút khóc, hỏi chút đó, là khóc lắm. Tại vì khen đó. Cái tính đó mình lúc mà mình mới lấy về mình chưa hiểu cổ á, cổ hay khóc. Mình đâu có quen đâu, mình chưa biết, mình cảm thấy sao khó chịu á. Xém chia tay mấy lần. Là vì cái tật khóc đó thôi đó. Mới đầu thì em dỗ không được, chút em bực. Em bực em đòi bỏ đi. Có lần em bỏ đi một đêm. Một đêm luôn á. Em nghĩ là em đúng, thôi bây giờ mình bỏ luôn đi. Nhưng mà sau đó qua ngày mai em về á thì cổ mới tâm sự lại với mình á, đêm qua
em giận với anh hỏi em không trả lời, không phải là em không trả lời anh hay là em khinh thường anh hay em bực anh, mà lúc đó là tại em đang sợ. Tại vì em nãy em đi ngoài đường á, em gặp cái thằng trai biến thái kia, chả cứ theo em hoài, em cứ đâm đầu em chạy, em chạy cái hỏi á, cái tự nhiên nó kêu ơi. Thì ở đây cái chiếc xe tải nó cũng vừa nghe vừa thắng ngay em luôn. Nếu mà không nghe ta kêu là xe tải nó hốt em rồi. Em sợ xe ít mà em sợ biến thái đó nhiều. Rồi lúc đó tự nhiên cái hối hận đúng không? Hối hận. Chị nói em nè, vợ nó ghen lên rồi cũng có lý do, nó tự nhiên nó ghen. Em là thuộc loại đàn ông đẹp trai đúng không? Thứ hai, cái công việc của em là công việc mà nó cũng phải phóng khoáng về mặt thời gian nữa. Đã vậy là còn có cái tật mà thích khen phụ nữ khác, thả thính đồ này kia nọ các thứ, là nó ghen là đúng rồi. Giờ hai đứa mong muốn thay đổi cái gì ở nhau nè? Em hả? Hài lòng lắm. Em thì muốn anh bớt lướt Facebook lại đi. Quan tâm vợ nhiều hơn chút nữa. Mỗi lần giận là mỗi lần xóa Facebook, mỗi lần giận cũng tự kết bạn lại. Mong muốn đó là hợp lý coi. Giờ tới em muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em muốn vợ em bớt khóc đi chút. Và nhất là trong cái giai đoạn này nữa, đừng bao giờ làm cho mỗi lần khó khóc rồi khó thở rồi. Em mà để cho vợ khóc hoài, mai mốt con ra khóc hoài. Anh hy vọng hai vợ chồng em mỗi ngày đều có một những cái niềm vui tiếp nối để mà chuẩn bị chào đón một em bé ra đời. Và nó cũng sẽ vui và đẹp giống như cha mẹ đó. Dạ. Rồi. Cảm ơn hai. Em là Hoàng Thị Hiền, năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp của em là giáo viên. Môn gì? Dạ, môn ngữ văn. Thôi mời em. Dạ, em là Vũ Thành Linh, năm nay em 26 tuổi. Em là giáo viên. Ở giáo viên luôn hả? Dạ. Môn gì cơ? Dạ, em là dạy giáo viên chủ nhiệm, là dạy các môn, trừ các môn bộ môn năng khiếu. Là giáo viên chủ nhiệm. Anh hỏi nè, tụi em là ở đâu ạ? Dạ, tụi em đến từ Biên Hòa. Từ Biên Hòa mới lên đây hay sao? Dạ, em dạ, tụi lên từ chiều hôm qua. Rồi, bây giờ anh hỏi nha, hai bạn quen nhau ở đâu? Dạ, ấn tượng đầu tiên của các bạn là gì? Em và vợ em là sinh ra lớn lên Đắk Lắk. Dạ, chị xuống Đồng Nai lập nghiệp sao ạ? Dạ, tụi em quen nhau từ hồi sinh viên. Thì em ở được một năm rồi thì vợ em chuyển phòng trọ đến chỗ em. Dạ, chuyển đến sát phòng của em luôn. Cái lúc mà chuyển phòng trọ đến thì cái anh này anh lăng xăng lắm. Cứ sang anh tự động giúp em vô dọn phòng rồi này nọ. Nhưng mà lúc đó là em vô liền, cái em giới thiệu liền là em sinh viên năm 2 rồi. Cái anh nói là vậy thì là hàng xóm của nhau nha. Nhưng mà em học năm nhất, chị học năm 2. Cái xưng là chị em. Bằng chị hả? Dạ, chị em ngọt lắm luôn. Cái gì cũng sang giúp chị Hiền á. Dạ, tại vì em thấy là vợ em học năm 2 còn em học năm nhất. Rồi sao nữa? Sao nữa? Hồi hộp. Dạ, sau đó bao nhiêu lâu thì chính thức yêu nhau? Dạ khoảng 2 tháng sau là đến ngày Valentine. Rồi trong lúc yêu nhau thì có suôn sẻ không? Không có suôn sẻ. Bất chắc lắm ạ. Tại vì trong thời gian từ khi yêu đến khi cưới là tụi em chia tay nhau 2 lần. Lý do chia tay? Bắt đầu chia tay là do tụi em có khoảng cách. Em là ra trường trước anh 1 năm. Thì em ra trường thì em về dưới quê, còn anh một mình ở trên thành phố. Thì anh đi thực tập. Mà cái thời gian anh đi thực tập mà anh yêu cái cô ở trong trường luôn. Sao mà cách lòng luôn vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi sao em? Thì lúc mà em về thì em thấy anh tuần nào anh cũng bắt xe buýt mấy chục cây số về nhà em. Rồi là quan tâm chăm sóc em không có nghi ngờ gì hết á. Đến sau một thời gian thì em thấy ở trên Facebook á, bạn bè anh rồi là thậm chí có những cái comment của cô gái này với anh nữa ngọt ngào lắm, nói chuyện tình cảm. Rồi ai cũng hỏi là ủa mày với cái cô kia sao rồi, yêu nhau như thế nào rồi. Lúc đó em bắt đầu nghi ngờ nên là em lên phố em xin việc làm, chủ yếu để gần người yêu mình hơn, để xem sự thực nó như thế nào. Thì sau đó mới vỡ òa ra là đúng rồi, anh sự thật là sự thật. Phụ phàng lắm lúc đó. Em phát hiện ra rồi em đau khổ rồi. Em quyết định là nếu mà để quên được cái người đàn ông này em phải rời khỏi cái mảnh đất này thôi. Tại vì anh là mối tình đầu của em, nó sâu sắc lắm. Thế sau thời gian mà em tỉnh ngộ ra thì em mới bắt đầu bắt xe xuống Biên Hòa em xin việc. Chứ em nghĩ là em đã quên được anh thì em phải đi xa nơi đó. Coi như là từ nay đường ai đấy đi. Không gặp luôn. Dạ, không liên lạc gì với nhau nữa. Rồi đến bao lâu mới gặp lại? Là cơ duyên ông Tơ và Nguyệt tiếp. Được. Thì đến hè thì em về. Em níu lại tình cảm với vợ em. Lúc là công việc của em là mất luôn. Mà trong khi đó là em mang nợ nữa. Nợ nần ngập mặt rồi cứ về nhà em ở lì vậy đó. Mấy tháng hè em về nhà đó, ông cứ ở trong nhà vậy đó. Cứ đụng chạm mặt nhau trong khi đã chia tay rồi. Đâu là sao? Tại vì em không thể biết đi đâu về đâu. Về nhà thì em không thể về được rồi. Tại vì ba mẹ rồi hàng xóm và bạn bè biết mình đi làm rồi. Công việc ổn định rồi. Mà bây giờ quay về thì đi làm rẫy thì xấu hổ. Thì lúc đó là em mượn vợ em, mượn tiền để trả nợ. Thì lúc đó vợ em cũng có tiền thì cho em mượn. Sau khi em trả nợ xong thì vợ em động viên em là thôi bây giờ đã lỡ vậy rồi thì không phải đi dạy mới kiếm được tiền đâu, nghĩ lại đi anh. Vợ em nói thế thì em cũng đi xe lên Biên Hòa. Lên đó thì em trải qua rất nhiều việc làm, bốc vét rồi công nhân rồi thợ sơn. Thì khoảng 9 tháng sau thì em mới xin được việc lại.
được trúng tuyển viên chức vào Biên Hòa. Thì sau khi có công việc lại rồi thì nhiều lần nằm trong phòng một mình bốn bức tường thì em nghĩ là xưa nay mình phụ cô nhiều quá, đối xử cô tệ quá, mà lúc nào cô cũng yêu thương mình, nghĩ đến mình, nhất là những cái lúc nhưng mà mình mất việc mất tất cả cô luôn bên mình. Thì lúc em suy nghĩ lại thôi, nếu mà tìm cái người mà con gái thứ hai này chắc không có. Không có. Mà lúc anh nằm trong bốn bức tường là ở trong nhà của cổ hay là nhà trọ? Cô ấy thì ở với người thân, thì em thì ở trọ một mình thôi. Em thì em yêu anh này quá, mà cái lúc mà nói thất nghiệp này rồi là nợ nần, tụi chúng thấy thương. Không biết là giờ này anh phải làm sao, mà tính anh thì em cũng sợ là lúc mà anh cùng đường rồi này nọ thế kia, em sợ chịu nhiều chuyện xảy ra. Cái quyết định là xin gì rồi là cho anh mướn phòng trọ, xong cũng nói với người thân em biết nữa. Là hai gia đình là đều biết là tụi em qua lại với nhau. Rồi, coi như là sau đó là tụi em kết hôn. Sau đó kết hôn. Dạ. Vậy gì giờ kết hôn thì anh này cũng còn lang nhang từ lúc mà cưới về tới giờ. Cái ngựa còn quen đường cũ còn, không? Còn quen cũ không? Dạ, bữa nay em tự nhận mình là em ngon lành, đồng hoàng. Không có gì xưa. 26 tuổi rồi đúng không? Dạ, đúng không? Lớn có đứa con nữa rồi. Trưởng thành rồi. 2 tuổi rồi. 2 tuổi rồi. 2 tuổi rồi. Dạ. Anh hỏi nè, rồi bây giờ vỡ mộng gì về cái ông này? Lúc mà cưới nhau về thì thời gian đầu tụi em cực kỳ khó khăn trong vấn đề là do không có nội ngoại ở gần á. Thì tụi em sinh con ra thì 6 tháng đi gửi trẻ rồi á, nó cứ bị bệnh liên tục á. Thì lúc này hai vợ chồng cứ thay nhau nghỉ, mà anh cũng là giáo viên nữa, cứ nghỉ thì lại không có ai coi lớp dùm á, khó khăn lắm. Xong rồi về nhà vợ chồng bắt đầu hay xảy ra xung đột. Tính anh thì cáu gắt, có chuyện gì không có đáng anh cũng cáu lên, mà hay nói những cái lời rồi cáu gắt với vợ con lắm. Rồi cái thứ hai là anh cũng còn ga lăng với những cái đồng nghiệp nữ. Ví dụ như em nhắn tin hoặc em gọi điện là chồng ơi trưa nay chồng đón con dùm nha, anh thì nhắn còn từ ừ, hoặc là anh ơi ngày mai mình đi chơi đi, anh kêu thôi đi làm gì, có gì hay đừng đi, kiểu cứ hay không có thích gần gũi vợ con. Nhưng mà đồng nghiệp nữ mà nhắn tin thì trả lời. Dạ, nhắn tin hoặc thậm chí là đang xe đang lao xuống dốc mà có đồng nghiệp nữ gọi điện, nó phải dừng lại nghe alo Linh đây kiểu vậy. Trời ơi em nghe em sôi máu lên luôn á. Vậy đó. Nhưng vậy là anh ga lăng, anh ngọt ngào với người khác, nhờ thì hay giúp đỡ. Nhưng vợ mà thì bây giờ là có còn có những cái cử chỉ lãng mạn, những cái lời nói nó cái kiểu mà ngôn tình giống như cái thời mà yêu nhau nó không? Từ hồi xưa yêu nhau nhờ anh ấy là không phải là tiếp người lãng mạn. Anh ấy thực tế lắm, em thì rất là thích được tặng hoa. Nhưng mà anh ấy tặng cái nồi lẩu với thùng bia. Trời ơi. Vậy đó. Không, nhưng mà cũng là có quà đúng không? Chỉ có điều là anh chưa có chạm đúng cái điều mà em thích thôi đúng không? Hoặc là sinh nhật con gái anh tặng cái hộp sữa. Tháng nào cũng mua sữa rồi. Có nghĩa là từ lúc yêu cho tới bây giờ anh ấy không bao giờ tặng hoa cho em không? Dạ đúng rồi, chưa bao giờ. Chưa bao giờ tặng hoa, giờ tặng hoa luôn. Nếu mà có tặng là do bị ép, tặng được một lần. Vậy hả? Lần đó lần nào? Lúc đang yêu á. Cách đây mấy năm? 5 năm rồi. Bây giờ anh hỏi thật lòng. Dạ. Em có muốn chồng em tặng hoa cho em hay không? Chứ còn tặng thì anh cho chồng em một cái này. Dạ không cần. Chồng nãy giờ chồng nghe vợ nói, chồng có thấy đớn đau không? Dạ thì em cũng thấy áy náy, tại vì con người em là sống nội tâm. Em cũng cái tình cảm của em với vợ với con em không có khi nói, không thể hiện bằng lời được, em hay để trong lòng. Dạ, vợ em thích hoa thì xưa nay cũng chưa có tặng. Tặng thì có một lần, thì lần đó thì quá lâu rồi. Dạ, lâu lắm rồi. Rồi giờ em tính sao? Thì hôm nay đến với chương trình thì em cũng có một điều bất ngờ, em muốn tặng vợ em một bông hoa. Thì bông thôi à, một con bông một thôi. Một bó hoa. À một. Dạ. Thì em muốn nói với vợ em là trong lòng anh lúc nào cũng có hai mẹ con em thôi, không có ai khác nữa. Lãng mạn quá. Vui không? Xúc đầu. Nói không nên lời nữa. Cái người đây đang đánh bồ cạp phải không? Đâu, để cho người ta nói coi sao. Dạ thì thật sự là bây giờ chồng em thì nếu mà anh thay đổi được, không có còn biết thời gian quan tâm vợ con nhiều hơn thì thật sự là không còn gì hạnh phúc lắm. Thực ra mà nói bây giờ Linh thì khi mà Linh đã hiểu được cái điều Linh có một quá khứ như vậy thì Linh đã xác định được là mình nên làm sao trong cái tương lai tiếp theo của cái gia đình em rồi. Dạ. Đúng không? Làm gương cho con nữa nhé. Nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Chào anh chị. Con tên là Nguyễn Thành Long. Năm nay con 30 tuổi. Ừ. Hiện con đang làm photographer. Dạ. Yeah. Chụp hình hả? Rồi dạ. Con đến từ đâu? Con đến từ con người Bắc Ninh ạ. Con đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Có nghĩa là con ở Hà Nội, con bay vô đây tham gia chương trình đó hả? Dạ. Bắc Ninh cùng quý quê với chị. Cùng quê với cô. Cô là gái Bắc Ninh đấy con ạ. Thế là còn con. Dạ, con cũng làm việc ở Hà Nội ạ. Vâng. Con giới thiệu gì nè, đi. Con giới thiệu đi. Con tên là Nguyễn Thanh Nga. Con năm nay 28 tuổi và con hiện tại con đang làm thiết kế thời trang và làm stylist ạ. Ông xã làm photographer. Ừ. Rồi bà xã làm stylist.
Rồi có make up được không? Con cũng chỉ biết sơ sơ thôi ạ. Rồi kim luôn make up đi, để coi như hai vợ chồng coi như là lo trọn gói luôn. Dạ. Rồi tụi con bay vô từ lúc nào? Dạ bọn con bay vô chiều hôm qua. Rồi giờ quay xong chắc mai ra lại hả? Dạ. Ở lại chơi mấy hôm ạ. À vậy hả? Biết ở ngoài Hà Nội mùa này chắc đang lạnh lắm đúng không con? Dạ. Dạ. Mấy ngày nay thì cũng đang rất là lạnh. Lạnh mà mình trong, còn lạnh nè. Trong này là chỉ xe xe thôi chứ lạnh gì. Ý là so với thời tiết Sài Gòn thì mấy hôm nay Sài Gòn hơi bị lạnh. Mà Hà Nội mới đã. Hà Nội lạnh mới đã nhá. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi là hai con là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu và có ấn tượng gì về nhau? Lần đầu tiên con gặp vợ con thì tại đám cưới của một cậu em chơi thân. Thì ngày hôm đó là ngày cưới thì chú rể là bạn chơi thân với con. Cô dâu thì lại là bạn chơi thân với cả vợ con. Đó thì ấn tượng đầu tiên gặp vợ con thì đó là cái câu chuyện mà khi mà con đang trêu đùa với cả cậu em là con nhìn hai con búp bê ở trong phòng cưới ấy, thì con có trêu là một cô vợ với cô này là sao trông hai con búp bê trông như hai con sách toy đấy. Thì sau khi con trêu thì con nghe phía sau là vô duyên bị chửi ngay mà liền luôn. Con quay lại thì con thấy một bạn nữ nói xong bạn quay lưng bạn đi luôn. Đó, thế là con bắt đầu con để ý. Cay chứ mới đầu cay mũi chứ. Nhưng mà con có kịp thấy mặt của cô này không? Thực ra lúc đấy là con cũng nhìn lướt qua đó, nhưng mà cũng có ấn tượng. Bởi vì khi mình nói xong lại có một cô bé vả ngay vào mặt mình câu đó gì nữa. Cá tính chứ bộ, đúng không? Rồi con, vậy là... còn con sao? Thực ra thì con nói xong thì con cũng chả nhớ đâu ạ. Không, anh nhưng mà gặp... lúc mà con nghe anh ấy khen về hai con búp bê đấy thì cái cảm giác con sao? Con thì thấy là thằng cha này rất là vô duyên và con bột miệng con nói thế thôi ạ. Nhưng mà thực ra là lúc đấy con nói xong con không nhớ là con nói đâu. Khi anh ấy gặp và anh ấy kể lại thì con mới nhớ mang máng thôi. Thì cái đó là gọi là phản xạ vô điều kiện. Vâng, thực ra những người nào mà bị chửi thì sẽ nhớ. Đúng rồi, người ta... Bạn này là sẽ nhớ, mà bạn này sẽ quên đi. Vâng. Nhưng mà là sau đó rồi một chút nữa ra ngoài tiệc thì có gặp mặt lại nhau không? Dạ, thực ra thì cuối buổi tiệc thì mọi người có nhờ con cầm điện thoại chụp hình giúp. Thì con lại cầm điện thoại con chụp hình đúng nhóm của vợ con với cô dâu chú rể. Thì thực ra là sau này khi mà quen nhau rồi thì con kể lại nhưng mà vợ con bảo là em chẳng nhớ gì cả. Không nhớ gì hết. Và cái giây phút mà cái anh này anh cầm máy chụp hình nguyên nhóm bạn á, con cũng chả nhớ về ông này. Không có ấn tượng gì cả. Vì thực ra con cũng bị cận vậy ạ. Nhìn xa cũng không để ý người nào lắm. Thế rồi sau cái đám cưới đó thì lúc nào là tụi con lại gặp lại nhau? Thực ra là sau đám cưới thì con đã có ấn tượng rồi. Nên là con cũng tìm cách để con tìm info của cái bạn nữ mà nói vậy. Con cũng có nhờ bạn con là làm thế nào để làm một bữa tiệc để mời bạn đến. Nhưng mà cũng không thành. Nên là con cũng tìm info, tìm Facebook, tìm Instagram. Rồi và cuối cùng tìm cách làm quen. Không? Thì có cái thông tin về bạn này thì con tìm thì con thấy là bạn này như thế nào? Có đúng với gu của con không? Đúng với người mà con đi tìm không? Con tìm được thì con thấy là rất là xinh. Điều đầu tiên là lúc đấy mới nhìn thật là kỹ, rất là xinh. Rồi con vào nhắn tin cho cô. Con chủ động. Con cũng thả tim story với cả rap story liên tục. Nhưng mà chỉ có nhắn tin thì mới để lại ấn tượng thôi. Nếu thả tim thì chắc chắn là cô này sẽ có rất là nhiều chàng trai thả tim. Dạ. Có nhắn. Rồi. Nhắn ở đâu? Dạ. Thực ra là con cũng hay up lúc mà con làm bài đồ án lên ạ. Thì anh có nhắn tin hỏi han sức khỏe rồi là có hỏi con là có cần giúp đỡ không ạ. Thì thực ra là anh ấy làm chụp ảnh về thời trang mà con thì thấy là vào trong trang của anh ấy chả thấy ảnh up gì cả. Thì con thấy anh ấy hỏi là có cần anh giúp chụp không ạ. Thì con nghĩ là thằng cha này chắc chụp xấu nên là mới kiểu muốn chụp miễn phí cho mình ạ. Xong là gặp nhau và nhờ anh ấy chụp bởi vì thực ra lúc đấy con hết tiền. Hết tiền làm bài. Tức là anh nói chụp free coi như hỗ trợ cho con thôi đúng không? Vâng. Ủa nhưng mà con làm bài Con làm đồ án tốt nghiệp thời trang cuối bé này là con là sinh viên mà. Vâng, đợt đấy là sinh viên ạ. Rồi.
Thế là cuộc đời con phải cảm ơn một lần mình hết tiền đó. Chứ lúc đó nếu mà con có tiền con đâu nhờ ảnh là chụp đâu đúng không? Vâng ạ. Thì đâu gặp được chồng mình bây giờ. Nhưng mà lúc mà gặp lại thì có nhận ra ảnh không? Ảnh là cái ông có, có, vì là thực ra là lúc anh ấy nhắn tin ở cho con ấy thì anh cũng kể là có gặp ở đấy rồi ạ. Nhưng mà con không nhớ, vụ là con nói anh ấy vô duyên. Là con nói chuyện bình thường. Rồi như vậy là cái việc nhờ vả ảnh á, nhờ ảnh chụp free vậy, có tiếp tục không? Thực ra thì sau buổi chụp đấy thì thấy chụp đẹp quá, là về sau cũng có nhờ thêm một số lần nữa. Có free nữa không? Vẫn không lấy tiền. Nhưng con mà... chính ra con dại gái quá cơ thật. Nhưng mà... chưa biết con được gì hay không mà lại mất công mất sức mấy lần liên tiếp như thế. Nhưng mà Long thích lắm đúng không? Được nhờ thích lắm đúng không? Bây giờ gái sinh nhờ thì phải thích chứ. Bạn này là để ý bạn này từ đầu. Thành ra là cứ đeo đuổi mới lại tìm thông tin về con này kia nọ. Đó. Thế cho nên là eo ơi sợ thật đấy. Nó nhờ một phát một. Thế hôm đó đừng có nói với cô là đụng một cái show nào đó mà phải bỏ luôn cái show đó để đi chụp cho bạn này nha. Chỉ nghỉ làm thôi. Con xin nghỉ mất một ngày làm việc. Bởi đấy. Vì khi đó con đang làm công ty. Thế có bị thiệt hại về lợi tức nhiều không? Thực ra là cái đó thì nó cũng không đáng là bao so với những thứ mình nhận được. Tức là có đó em. Có thì chắc chắn rồi, giải gái đó. Nhưng mà chú hỏi nè, cái lần thứ hai mà khi gặp lại cổ đó thì con có thấy là cổ có khác so với cái lần đầu mình chạm mặt trong bữa tiệc không? Dạ, có chứ. Đẹp hơn không? Con bị bất ngờ về đầu tiên là lần đầu khi mà con gặp mà vợ con ấy, là bạn để tóc dài lắm. Và lần thứ hai thì gặp thì lại cắt tóc tém. Đấy là việc bất ngờ đầu tiên. Và việc thứ hai là mình chụp hình cho bạn ấy, nhưng mà tức là bạn ấy cũng có nhờ là chụp giúp thêm một hai người bạn, bạn ấy cũng làm đồ án tốt nghiệp, thì hai bạn kia thì lại chụp trước. Thì bạn ấy tới và bạn ấy trong lúc chờ chụp thì con quay ra quay vào, con đã thấy bạn ấy lăn ra ngủ. Không để tâm gì tới rất tới tự nhiên cả. Không, em rất tự nhiên, em mệt em phải ngủ thôi. Lăn ra ghế sofa ngủ. Em mệt em phải ngủ thôi, em vẽ đồ án lâu coi như thức đêm thức hôm. Dạ vâng. Rồi nhờ tới lần thứ mấy rồi xong sao nữa? Chưa, đâu xong sao nữa, ấn tượng gì nữa? Bạn ấy cũng làm cho mình hơi hoang mang. Sao vì, hoang mang? Nhờ mình chụp nhưng tới nơi thì cũng không nói chuyện gì. Chuẩn bị đồ xong là ngủ. Thế là mình cũng không biết phải làm gì. Mình cũng không biết là bạn ấy cũng liệu có thích mình không. Hay là chỉ tạm thời là nhờ cho xong. Ủa đó mới là lần thứ hai thôi đúng không? Lần thứ hai gặp. Đó là lần thứ hai gặp nhau. Lần thứ hai thì chắc là không thích rồi. Cái lần mà bạn này hết tiền đó, thì mới nhờ bạn này chụp free đó. Rồi xong rồi thế con ngủ đến bao lâu thì con mới thức? Đến khi mọi người gọi con dậy bảo là đến được con chụp thì con mới dậy ạ. Vâng. Thì hôm đấy là quá mệt bởi vì là con thức đêm rất nhiều, kiểu như thức đêm mấy tháng rồi ạ. Thì bận quá nên là đến cũng chả kịp mà make up cũng chả gì, đánh một cây son đến ạ. Thôi chắc là anh ấy chả có ấn tượng gì đâu bởi vì là trông nó đúng là kiểu hơi nhếch nhác ạ. Nên là đến thì cũng anh cũng bình thường, vẫn về vẫn liên lạc với mình bình thường ạ, cũng không kiểu chê bai là kiểu mặt mộc hay gì đấy xấu. Nhưng mà con có ấn tượng gì về anh này không? Thứ hai cũng vẫn bình thường ạ, không, tại vì bận ngủ rồi cũng không nhớ. Con ạ. Không làm, con không làm nổi bật về con, thấy không? Đó cũng là cái tội. Nhưng mà sau khi mà con thấy hình thì lúc đó con mới ấn tượng đúng không? Vâng. Cái hình chụp mà ảnh đẹp chụp, đúng không? Thì lúc đó con mới thực sự ấn tượng về ảnh đúng không? Và sau cái lần thứ hai đó thì bao nhiêu lâu tụi con chính thức yêu nhau? Một tháng. Chắc là khoảng một tháng á. Một tháng sau. Dạ. Là trong một tháng đó là mấy lần đi chụp free nữa? Thật ra là con chủ yếu cũng, đi ăn thôi ạ. Cũng không nhớ rõ nhưng chủ yếu là hai đứa rủ nhau đi ăn. Có cái buổi nào mà mình đã bị chụp free rồi mà mình còn phải mất tiền túi ra mình mời cô ấy đi ăn không? Dạ có, đấy sau là buổi đấy. Đầu tiên luôn đấy ạ. Sau đấy đấy. Là cái ngày thứ hai, cái ngày thứ hai gặp lại đó, đúng dạ, không? Dạ đúng ạ. Bởi vì bạn này bạn ấy thức đêm mãi không ăn uống. Thương quá cho nên đi rồi ăn. Đến thì mệt, rồi đói lả. Đó, thế là xong, chụp xong thì là rồi. Rủ đi ăn. Nghĩa là sau một tháng là coi như là quen đầu nhau. Đầu tư đấy, đợi một tháng là đầu tư bao nhiêu lần đi ăn đấy em ạ. Vậy thì là Long sao? Tỏ tình trong lúc chụp hình đúng hay sao? Dạ, không ạ. Tỏ tình thì thực ra lúc đấy là trên cái đường mà chở nhau đi. Thì con có hỏi là em có rảnh không?
rảnh không thì làm yêu anh cho nó bận. À, có rảnh không làm người yêu anh đi cho nó bận. Theo rồi. theo con thì câu tỏ tình đó nó lãng mạn không ạ? Không ạ, khá là nhạt. Nhưng mà con thực ra là cũng thích anh ấy rồi ạ. Là thấy nó nhạt nhưng mà mình vẫn buồn cười. Cười kiểu cười không động được miệng ấy ạ. Bởi vì thích anh ấy. Đó. Đâu cô thấy cái đó đâu có nhạt đâu, có duyên chứ bộ. Tại vì con thấy cái đấy các bạn trên mạng xã hội nói suốt ạ. Anh ấy nhạt đê lại gì? Có hai cái hình biếm họa đó. Vâng. Ừ, như là tỏ tình với nhau trên một cái cầu. Chú có xem. Em có bận không hả? Vâng. Kiểu mọi người nói nhiều quá xong anh bê nguyên đấy và cũng chả có gì hài hước gì cả. Hả? Không sáng tạo gì luôn đúng không? Có thể là anh chắc anh nghĩ anh hài hước nên là anh khá là vui. Tức là trong cái không gian đó hoặc trong cái thời điểm đó là nó lại không phù hợp. Rồi nhưng mà vẫn yêu đúng không? Vâng. Là vẫn nhận lời yêu mà. Cơ bản là thích anh ấy rồi. Thích rồi. Rồi sau đó thì chắc có lẽ là liên tục coi như là hai đứa coi như kết hợp với nhau để mà cùng sản xuất ra nhiều cái bộ ảnh chất lượng đúng không? Dạ vâng. Thế tụi con yêu nhau mấy năm? Tìm hiểu nhau mấy năm? Dạ bọn con yêu và tìm hiểu nhau một năm. Một năm. Sau đó là tiến đến quyết định là con cầu hôn vợ con. Thế trong một năm đấy thì có sóng gió ba đào hay là có lần nào mà ghen tuông rồi hờn giận rồi hiểu lầm rồi chia tay chia chân không? Hay là êm đềm? Thực ra thì trong quãng thời gian yêu nhau bọn con ít khi cãi nhau lắm. Nhưng mà cũng có một lần là vợ con giận rồi cũng cắt liên lạc. Cắt liên lạc mất một tuần. Ôi, giận cái gì kinh thế con? Anh nói dối ạ. Nói dối chuyện gì? Không thành thật, bởi vì thực ra là ngay từ đầu hai đứa yêu nhau ấy thì cũng đã nói hết là chúng mình phải thành thật với nhau, có gì mình nói với nhau hết. Và không được lừa dối nhau cái gì cả. Mà con thực ra là từ ngày bé đến tận bây giờ ấy, cuộc sống của con kiểu thanh niên nghiêm túc ấy ạ. Đó chỉ học và đi làm, không yêu đương linh tinh, không chơi bời gì ạ. Thế là con cũng các mối quan hệ xung quanh con cũng thế. Và con cũng nói với anh ấy là con yêu ai thì con cũng lựa chọn những người kiểu có lối sống lành mạnh một chút đi. Bởi vì con không muốn va vấp vào những người kiểu chơi bời rồi là nọ kia ấy ạ. Thì anh ấy cũng không thành thật với con, nói ngay từ đầu anh ấy như nào ạ. Và sau đó thì khi con phát hiện ra ấy thì con cũng khá là sốc, bởi vì con không cảm thấy là không hai đứa không phù hợp với nhau nên là con cắt đứt liên lạc. Con phát hiện ra cái gì? Thì con biết anh ấy là một người trước kia khá là một người chơi bời. Tức là đi chơi rồi có bầu bịch gì đúng không hay sao? Nhưng mà đó là trước kia mà. Vâng, thì con bạn là bạn này không nói ra. Tức là hai đứa không đã muốn thỏa bị nói dối ạ. Là giận là anh giấu đó thật. Anh giấu thật không nói hết. Đúng và trong khi con trong lúc thời gian là con trải lòng hết cho anh nghe về những câu chuyện của con. Vâng. Còn ảnh thì không kể. Đúng rồi ạ. Nên là giận, giận cắt luôn. Tức là về biến mất luôn. Giấu về vấn đề mà cũng có người yêu người yêu cái gì đúng không? À thưa người yêu không ấy, nhưng mà anh ngày xưa anh cũng khá là chơi bời. Cũng đủ thể loại ạ. Nhưng mà cái lúc mà bạn ấy giận á, Long có biết lý do vì sao bạn gái mình giận không? Thực ra lúc đó thì con biết nhưng cũng không làm thế nào để liên lạc được. Thì mãi về sau con hỏi hết các bạn bè thì mới biết là vợ con trốn sang nhà bạn. Thế là mới tìm cách sang là năn nỉ rồi xin lỗi rồi làm thế nào để xin bao lỗi lâu, được. Bao lâu mới hết giận? Cũng mất một tuần đấy. Không, cũng cái lúc mà con đến con xin lỗi cổ đó, coi như là chẳng phải mất bao lâu thì cổ mới nguôi. Năn nỉ mất nguyên buổi. Một buổi trời. Rồi sao rồi từ lúc là, sau đó là con nghĩ gì trong lòng mà con quay lại? Đã giận một tuần rồi cơ mà đúng không? Vâng. Nhưng mà gặp mặt anh ấy thì thực ra là mình vẫn còn yêu ấy ạ. Và mấy cả nhìn mặt anh ấy cũng mắc cười. Thương cảm hay gì hay là thê thảm? Tại vì con không hiểu sao nhưng cũng là con nhìn mặt anh ấy con cũng buồn cười ạ. Vâng, không nhịn được cười, thế là kiểu lúc đang giận nhưng tự dưng kiểu một miệng cười hay ra thành tự dưng lại bị hớ. Hớ này là hết giận. Thôi thế hòa luôn. Vâng. Coi như là hà vắng mặt. Thì mới giận tiếp tục. Thấy cái mặt thằng này là cứ buồn cười. Khi nào cãi nhau con sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ấy, bởi vì lúc ấy là kiểu cãi nhau mà nhìn thì con sẽ lại bị buồn cười. Con lại phì cười đúng không? Vâng ạ. Tới bây giờ cũng vậy á, mỗi lần mà đúng giận nhau là phải quay chỗ khác. Đúng rồi.
không nhìn, không nhìn vào mặt để cãi nhau. Không nhìn mặt không phải là vì coi như là mặt anh không xứng đáng là tôi nhìn, mà vì mặt anh buồn cười quá tôi nhìn. Đúng anh rồi. Tôi chịu không nổi. À. Sao có thấy buồn cười đâu nhỉ? Mặt con rất xinh đẹp dai, xinh dai nhá. Ủa mặt con hay làm gì mà khiến vợ con buồn cười? Chắc là tại tính con cũng nhây nhây. Nó cũng cũng không biết diễn tả thế nào nhưng cũng hay hớn hở. Tụi con cưới nhau là được bao lâu rồi? Được 3 năm rồi ạ. 3 năm à? Vâng. Được mấy bé rồi? Con có một bé 15 tháng ạ. 5 tháng à? 15 tháng ạ. 15 tháng. Bé vâng. Trai bé gái vậy con? Bé trai ạ. Như vậy là cưới xong là có em bé luôn? Không, một năm sau. Một năm sau mới có. Năm sau. À đúng rồi, đúng rồi. Ôi thế ông bà nội đấy có thằng con trai, thế ông bà nội sướng không? Dạ. Ông bà nội thì cũng trai gái đều được ạ. Cũng không, bình không ý kiến gì ạ. Chứ còn thường là người Bắc á là coi như là đứa cháu trai đầu là thích lắm. Mà còn đích tôn nữa. Đích tôn, đích tôn đấy. Thích lắm ấy. Nhưng mà là lúc mà con đám cưới thì là con đã tốt nghiệp. Dạ, xong hết rồi đúng không? Dạ vâng, lúc con đi làm rồi. Con nghĩ là mới đi làm thôi. Vâng. Và công việc của bạn này thì là nhiếp ảnh. Dạ. Mà công việc nhiếp ảnh thật sự không phải là thu nhập nó quá cao. Vâng. Cũng không được ổn định ạ. Lúc mà mới cưới thì có gặp những cái khó khăn gì không? Có. Thế hai đứa cưới xong ra riêng hay là vẫn ở chung với ông bà nội ông bà ngoại? Là riêng bởi vì con làm việc ở Hà Nội ạ. À tức là tụi con ra riêng như vậy là bao nhiêu thứ phải lo đúng không? Là quý là mình có nhà riêng chưa hay là mình thuê nhà? Dạ, cưới xong thì bọn con vẫn thuê nhà. Thuê nhà. Rồi là hai đứa mặt đứa nào đứa đó phải làm công việc của mình đúng không? Dạ. Cái thời điểm đó là có nhiều khó khăn không? Không có, nhưng mà khó khăn có nhất khởi là nghiệp thời điểm gì nữa? Vâng, nhưng mà khó khăn nhất là thời điểm con sinh em bé. Tại vì sinh em bé xong thì không ở gần ông bà nội cũng không ở gần ông bà ngoại. Mà con thì kiểu như là cũng đang trong đà làm việc ấy ạ. Thì sinh em bé xong thì con vừa làm việc vừa chăm em bé là cũng kiểu bị sức khỏe bị yếu nhiều ấy ạ. Tại vì sinh xong thì khoảng tầm được lúc con đang nằm ở bệnh viện con đã phải làm việc rồi ấy. Bây giờ kiểu như là mắt cũng bị mờ nhiều ấy ạ. Và cũng yếu hay ốm nữa. Vậy hả? Vâng. Long thì sao? Dạ. Thật sự là đúng là cái quãng thời gian vợ con bầu và sinh em bé thì thực sự là nó là quãng thời gian khá là kinh khủng. Vì mình cũng không ở gần ông bà. Thêm nữa là công việc, thực sự là công việc hai đứa liên quan đến sáng tạo nên nó rất là áp lực về đầu óc. Nó dẫn đến cái việc mà vợ con stress rất là nặng. Đó. Thế có lúc ấy con stress thôi hay là có trầm cảm không? Trầm cảm sau sinh á? Thực ra là đi khám thì nó cũng có ạ. Thường là dễ bị trầm cảm sau sinh lắm, nếu bị áp lực nhiều á, là phụ nữ hay bị lắm. Thế nhưng mà con đã vượt qua cái đó rồi đúng không? Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Cũng chưa đâu ạ. Tới bây giờ trong quá chưa? Trình điều trị ạ. Vẫn đang trong quá trình điều trị hả? Ồ, tức là bé được 15 tháng là hơn 1 tuổi rồi. Hơn 1 tuổi rồi. Con nhận thức được cái việc là con bị cái trầm cảm sau sinh đó nó là những cái biểu hiện gì và hiện tại là con phải điều trị như thế nào? Con bị mất ngủ khá là nhiều, tại vì suy nghĩ nhiều và kiểu cơ thể nó đã mệt mỏi, chán ăn các thứ ấy. Mà thực ra thì là con cũng có nói chuyện qua mẹ anh thì với cả kiểu như là con cũng là cáu gắt và nói chung là vợ chồng con cãi nhau khá là nhiều. Anh ấy cũng thấy con có vấn đề về sức khỏe nên là đưa con đi khám thì là thì bác sĩ cũng có khuyên là con phải giảm tải bớt công việc bằng nghỉ ngơi, dành thời gian nghỉ ngơi và kiểu ăn uống với cả để ý với cả cái giấc ngủ ấy. Tại vì con mất ngủ khá là lâu rồi ạ, cũng khoảng tầm 3 năm, cả từ trước khi có em bé cũng đã bị mất ngủ rồi ạ. Thế tức là bây giờ con có gọi là điều trị đặt gọi là đồ vào cái việc mất ngủ không? Có nghĩa là có phát đồ điều trị không? Ừ, có. Thực ra phát đồ điều trị của con là chỉ là đang cải thiện lại cái thời gian làm việc và ăn uống với cả bổ sung các cái thực phẩm để cho mình dễ ngủ hơn ạ. Bởi vì xuất phát nhiều là con bị mất ngủ nhiều. Đúng rồi. Cái stress với lại cái trầm cảm là sao sinh. Những người mà mất ngủ nhiều là rất dễ bị. Vâng. Vậy con cái giấc ngủ con đủ là ok. Tại vì có mấy ngày liền là con gần như con thức từ tối đến 6 giờ sáng luôn, kiểu như là nhiều lúc là kiểu bị mệt quá lịm đi chứ không phải là ngủ á. Lịm đi xong rồi sau tỉnh dậy. Tại con biết không, ngủ không được, suy nghĩ lung tung lắm.
cứ miên man nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ chuyện này sợ chuyện kia sợ qua chuyện nọ đó, rất là mệt luôn. Mà nhiều khi kiểu mình không dám kể mọi người, bởi vì khi nhiều khi lại con cũng muốn tâm sự với người này người kia ạ. Nhưng mà khi con kể ra thì mọi người thấy nó bình thường và nghĩ là con hơi làm quá mọi việc lên ý. Nên là con lại tự giấu bảo mình không dám nói ra. Không, ai? Không được, không được. Ai? Người nào phản ứng với không, với tức là đó. Bé nó sợ. Bạn sợ đúng không? Bé nó sợ là mọi người sẽ nghĩ là nó làm quá ra, bởi vì tất cả những cái việc đó là tức là nó là một cái chuyện hết sức là bình thường thôi con. Nó mà tại vì nó là bình thường mà con. Cái chuyện mình mất ngủ nè, xong rồi mình ngủ không được, mình ăn không được, rồi mình gặp cái gì mình cũng cảm thấy mình chán, mình không có muốn thiết cái gì trên đời. Đó là chuyện bình thường, nhưng nó là bất thường với một cái sự lặp đi lặp lại liên tục á. Nhất là cái việc mà con không ngủ được. Không ngủ được, nó suy nghĩ đủ thứ trên đời và con không phải ngủ, nói không ngủ được ấy. Con phải nói ra. Bây giờ con nói với đứa bạn thân của mình cũng được, con nói với chồng cũng được, mà con phải lắng nghe. Con phải lắng nghe. Nhưng mà con đã nói với chồng chưa? Và chồng con nói hết tất cả những cái vấn đề mà mình đang gặp phải với chồng hết rồi đúng không? Thực ra ban đầu thì anh ấy không quan tâm mấy, bởi vì kiểu đàn ông mà, nên là mấy cái này kiểu người ta cũng nghĩ qua qua thôi ạ. Về sau thì thấy sức khỏe với cả cái mối quan hệ của bọn con kiểu đi xuống rất nhiều ấy. Thì anh ấy bắt đầu để tâm hơn và cũng đưa con đi điều trị và giúp đỡ con. Thôi. Tức là phải chú ý cái này nha con. Tại vì thực ra vậy nè, cái trầm cảm sau sinh á thì nhiều người bị lắm, chứ không phải mình vợ con đâu. Nhưng mà thường á, cái phát đồ của nó là khoảng 1 năm là nó sẽ giảm thiểu đi. Và nó tự hết, tại vì cái người phụ nữ họ tự điều chỉnh được. Nếu như có cái sự hỗ trợ của những người xung quanh, họ tự điều chỉnh được. Nhưng mà vợ con 15 tháng mà vẫn còn như vậy á, là có nghĩa là bắt buộc con phải sát bên vợ con và lắng nghe vợ con nhiều hơn. Đó, nó là như vậy thì mới hết được. Thì nó sẽ hết thôi con ạ, nhưng mà đầu tiên giờ là cải thiện giấc ngủ. Bằng mọi cách là vợ con phải ngủ đủ. Cái ngủ xong khỏe hả, là suy nghĩ tích cực lắm chứ không có tiêu cực nữa. Suy nghĩ tích cực rồi thì sẽ ăn được. Đó, nó vậy đó con. Rồi bây giờ ngủ được không? Thời gian gần đây thì con cũng đỡ rồi ạ. Thôi, nói chung là cố gắng. Phải ngủ được nha. Rồi chồng thì tối có canh con phụ vợ không? Có. Đó cũng là một cách để mà đồng hành với vợ đó. Thôi sẵn đây là con kể tội chồng con cho cô nghe luôn đi, để cô khuyên nó luôn. Mình đến cái phần vui vẻ đi. Thực ra thì thấy thời gian bây giờ thì gần như là hai vợ chồng khá là hòa hợp, bởi vì hiểu nhau hơn ạ. Thời gian trước thì là anh ấy là có điểm đam mê với game. Mê game. Và khi yêu nhau thì thực ra con dễ tình lắm. Con không hề bắt anh ấy phải làm gì đâu ạ. Không bắt anh ấy làm phải mua này mua kia cho mình. Hay là em nhiều khi là các bạn nữ bây giờ ấy thì thường là đòi hỏi người yêu là mua cho mình đồ này đồ kia. Nhưng mà con thì không, con thấy cái đấy là không cần thiết. Anh ý thì cũng nghĩ là con dễ tính, nhưng mà cái vấn đề chơi game anh ý chơi từ khi yêu con đến khi lấy rồi ạ. Và khi có con vẫn chơi. Tới bây giờ vẫn còn mê game? Thực ra bây giờ vẫn mê lắm nhưng mà hạn chế á. Tại vì cũng biết nghĩa là vẫn hạn. Vẫn còn. Đó. Và còn khi, gì nữa nè? Thực ra là vô tâm. Vô tâm thì con nghĩ là như đàn ông thì ai cũng như vậy ạ. Không, không phải đâu. Không phải là đàn ông nào cũng vô tâm đâu. Đó. Nhưng mà đa số thì không. Con không có bạo biện được cái chuyện đó cho chồng con, không có vô tâm. Rồi. Có thể vô tâm lúc chưa có gia đình thôi. Nhưng mà khi mình đã có người yêu rồi, mình lấy người ta rồi, mình lại có con rồi thì mình không thể vô tâm được. Cái đó chữa được nha con. Bệnh vô tâm không phải là nan y nha con nha. Tại vì con biết anh ấy là người khá tốt bụng ấy ạ. Là vấn đề vô tâm chẳng qua là mình lúc nào ở bên cạnh anh ấy kiểu thành ra để tâm ra cái vui vẻ khác, như là chơi game hay là hẹn hò bạn bè các thứ ấy. Thì anh ấy để tâm cái khác thôi, chứ còn đâu thực ra khi mà ở với con thì anh vẫn yêu thương con và con nhờ làm gì thì anh cũng sẽ làm cho ạ. Rồi về nhà thì có bừa bộn không? Thường mấy ông nhiếp ảnh là hay quăng này quăng kia, có không? Có ạ. Và con là người dọn dẹp? Thực ra là ban đầu là con có dọn, nhưng về sau là con bắt phải dọn để cho mà nhớ, nhưng mà cũng không nhớ ạ. Nhưng mà bây giờ có cải thiện không? Đỡ, ví dụ như là 10 thì đỡ được khoảng tầm 4 năm thôi ạ. Tại vì cái tính như vậy rồi không biết thế nào. Cũng đỡ. Rồi bây giờ hai vợ chồng làm chung công việc. Chồng thì nhiếp ảnh, vợ là stylist đúng không? Vâng. Nhiều khi là model luôn. Thì làm chung công việc thì có phát sinh cãi vã hay là mâu thuẫn gì không? Có. Style mỗi người có mỗi khác không? Hay là hòa hợp được cái style như, em thích cái mẫu này nó phải dày không? Em phải thích cái mẫu khác
đó, như vậy là không được. Rồi một hồi là bắt đầu mâu thuẫn, bắt đầu là tranh luận với nhau. Có thực ra là làm việc với nhau thì nó phát sinh ra rất là nhiều vấn đề mâu thuẫn. Bởi vì vợ con thì lại là một người làm việc cực kỳ tập trung và nghiêm túc, trong khi tính con khi làm việc nó bị trái ngược. Là con lúc nào con cũng thích có nhạc rồi chiu vui chiu vẻ, rồi tạo mood. Mới nhớ bạn là vậy. Đó. Nhưng mà khi mà làm việc với vợ con thì vợ con lại là người cần cái sự tập trung cao độ, đắt nhạc. Đó. Có nhạc được nhưng mà phải tập trung mà làm nhanh gọn, không được dài lê thê. Rồi sẵn đây kể tật xấu của vợ luôn đi. Thực ra là tật xấu thì đến thời điểm này con cũng không thấy vợ con có gì nhiều ngoài cái tính nóng nảy. Khó tính không? Lúc trước khi cưới thì con có nhận xét vợ con là dễ tính. Sau khi cưới thì vợ, người yêu tớ dễ tính lắm. Sau khi cưới thì phải thêm chữ nóng là dễ nóng tính. Dễ nóng tính. Chứ còn không khó tính hả? Khó tính, kỹ tính, nóng tính. Có. Vợ con không phải là người khó tính, mà vợ con là người cầu toàn và kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính và nóng tính. Kỹ tính và nóng tính. Có ghen không? Cũng ghen ác. Tại vì chụp hình cho người mẫu nhiều mà, đúng không? Tài xế khi là một nè, nhiếp ảnh là hai nè, diễn viên điện ảnh là ba nè. Đó là ba cái đối tượng đó là dễ làm cho vợ. Cái từ lắm khi có người yêu mới lợi lấy vợ thì không chụp mắt mẻ bao giờ. Hay sửa áo, sửa này, sửa kia rồi. Nhưng mà có khi nào mà con ghen với cái công việc của ảnh không? Không, với tại vì là thực ra thì con mấy các anh ấy thường làm việc chung. Và anh ấy cũng sửa ảnh và cũng hay cho con xem ảnh gốc của mọi người cũng không được đẹp như ảnh Photoshop ạ. Cho nên không có gì phải ghen đúng không con? Họ cũng giống mình. Rồi con mong muốn vợ cũng thay đổi điều gì đâu? Thực ra với con thì những cái điều mà vợ con làm con rất là trân trọng, cảm ơn. Con chỉ muốn vợ con hãy luôn bình tĩnh và lắng nghe, bởi vì mọi điều con hay là người thân làm chỉ mong một điều tốt nhất cho vợ con. Nên là với vợ con là một người nóng tính thì bây giờ chỉ cần lắng nghe một chút. Lắng nghe một chút để biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Còn con sao? Con mong chồng con thay đổi điều gì? Thật ra thì bây giờ anh đang thay đổi rồi ạ, nên con mong anh ấy là vẫn tiếp tục như thế thôi ạ. Dạ, anh thay đổi gì? Anh đã thay đổi gì? Anh bây giờ không vô tâm và dưỡng họ, quan tâm đến con và con trai con ấy ạ. Về chăm sóc gia đình, về nhà, đi làm về thì giúp vợ làm hết việc nhà. Em chỉ việc là làm nghỉ ngơi thôi ạ. Ôi gì đâu. Như vậy có nghĩa là chồng con đang xác định là chồng con phải làm sao để cho con hết hẳn cái stress, cái trầm cảm của con đó. Và từ khi yêu và lấy con thì anh ấy ngày trước anh cũng có chơi bời, cũng thử hết các thứ, nhưng mà từ khi yêu và lấy con thì tự nhiên là con không bao giờ thấy anh ấy hút thuốc, bởi vì con rất sợ cái mùi thuốc ấy ạ. Không bao giờ hút thuốc và cũng dần dần bây giờ cũng không chơi game nữa. Thay đổi rất nhiều với con. Thật ra là chúc mừng con. Và có thể nói là con chắc con hết cái vụ trầm cảm sau sinh rồi đó. Nhiều khi con không biết đó. Với lại lên chương trình ngày hôm nay với sau khi con nói được hết ra rồi, với sự chia sẻ của chị Vân cũng như là với những cái hành động của chồng con, thì chú nghĩ là cái việc mà để gọi là con vượt qua cái trầm cảm sau sinh đó chắc có lẽ là nhanh chóng thôi. Họ biết đâu bây giờ là đã hết rồi đó. Thực ra là cũng hết, bởi vì là vẫn con vẫn còn bị suy nghĩ và lúc nào bình thường ấy thì con sẽ nghĩ được là anh ấy rất tốt, nhưng mà khi mà lên cơn ấy ạ, đúng là lên cơn ấy ạ, thì là không suy nghĩ được gì nữa. Đúng rồi, tại vì tức là bạn là vẫn vì cái bệnh nó chưa hết cho bạn dễ bị kích động. Đúng rồi. Chứ không phải là bạn nóng tính đâu. Bạn kích động thì đương nhiên bạn không kềm hãm được, là bạn phải bùng phát lên. Đúng rồi. Đó cho nên rằng là bây giờ á, cái việc mà con cải thiện đầu tiên là con phải tìm giấc ngủ. Con cứ đi tìm giấc ngủ xong đi. Rồi bắt đầu tự động là nó sẽ bớt đi tất cả mọi thứ. Và bây giờ muốn tìm giấc ngủ cho dễ á, thì tạm thời một thời gian cái công việc của con á, con xả hết ra. Con đừng suy nghĩ gì đến công việc nữa. Thì cứ coi như con cứ đổ thí cho chồng con đi. Anh kiếm tiền, anh lo toan này kia nọ ấy đi. Bắt đầu con xả ra. À, con chỉ nghĩ đến chuyện là giờ chăm con nè, chơi với con nè,
à, rồi trang hoàng nhà cửa hoa hòe, nói chung là hoặc thích đi coi phim thì là em đi coi phim, thích đi ăn hàng thì em đi ăn hàng, đại khái như vậy để con tìm lại cái giấc ngủ. Tại con càng suy nghĩ con càng không ngủ được, cái dòng nó ngộ lắm con. Đó nha, rồi bắt đầu là con cứ tập từ từ từ. Thường á là cô thấy ở trên YouTube á nó có cái mà cái nhạc á, cái nhạc ngủ á, nhạc nghe vào ngủ liền. Ờ, nhạc nghe ngủ á được lắm á nha, mới đầu có thể con chưa thử rồi, nhưng mà cái không, không con cứ này. Con cứ để hoài, con đừng có thấy là một hai lần con thấy không có ăn thua gì, không, con cứ để hoài, nhưng con tạo nó tạo thành một cái thói quen là cứ con cứ để con nghe con ngủ lúc nào con không biết. Bây giờ con đi tìm giấc ngủ trước đi, rồi con hãy tính tới những chuyện kia. Còn bên cạnh là con, là chồng con đã biết cái cách để trị cho con rồi. Thì giờ anh vẫn tiếp tục anh làm cái điều đó. Vâng. Còn riêng con là con phải tìm giấc ngủ cho cô. Còn riêng Long thì chú muốn nhân cái cơ hội đến với chương trình Vợ Chồng Son này và nhìn thấy cô vợ mỏng manh yếu ớt của mình đang trong cái giai đoạn này, thì đang rất là cần một cái gì đó từ phía Long đó. Và nhân cơ hội này thì chú nghĩ là Long nên có một lời nói hay một cái hành động gì đó để mà nói với vợ mình nhân cái kỷ niệm ngày hôm nay. Đúng rồi. Thật ra thì nhìn nói với vợ nghe, nhìn vào mắt vợ thôi vợ, để cho vợ yên luôn. Tâm nè. Nắm tay vợ đi. Thật ra thì anh biết tất cả những cái điều em đã hy sinh, em đã làm, em đã vượt qua để ở bên cạnh anh và con, bằng mọi giá, bằng bất cứ hành động hay sự đánh đổi nào, thì anh cũng chỉ mong một điều duy nhất là em vui vẻ và khỏe mạnh, những thứ khác không quan trọng. Nói cái cho chồng yên tâm đi con, chúng mình cùng cố gắng nhé. Ôm mở cái đi. Ấy sổ ôi tình tứ quá cơ. Mà xúc động lắm á. Thôi cô cũng chúc cho tụi con sẽ hạnh phúc với cái sự lựa chọn của mình nha. Hai đứa các con đã chọn nhau rồi, thì các con đã chọn hạnh phúc và chọn yêu thương rồi, thì tụi con sẽ bền vững với cái điều tụi con đã chọn nha. Cố gắng ha. Xin cảm ơn hai vợ chồng Long nghe.